Chào mừng các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một khái niệm trong chủ đề đạo đức. Một đời người, một rừng cây, qua hai giọng đọc Kim Phụng và Quốc Ngợi. Hòa có sở thích trồng cây kỳ lạ. Từ bé anh đã hay nhặt hạt giống về gieo lên cây rồi đi tìm đất trồng. Lúc đó đất đai còn rẻ, đất hoang còn nhiều. Nhiều bạn học cũng xin cây con của Hòa về trồng quanh nhà. Những lúc rảnh, Hòa lại mang cây đi trồng trên đồi hoang. Đến khi học xong phổ thông là quanh xóm anh cây xanh tùm mát mẻ, ngọn đồi bên kia ruộng cũng xanh tươi cây cối. Hòa cũng truyền cảm hứng cho các bạn gieo trồng cây xanh và dây leo khắp nơi. Họ thường đi đến các nhà để xin trồng cây giùm cho mọi người. Ban đầu người ta ngạc nhiên, sau đó ai cũng thích thú, cảm ơn. Hòa thi vào Đại học Lâm nghiệp cho đúng sở thích của mình. Rồi anh đi làm kiểm lâm bảo vệ rừng. Ngoài việc bảo vệ rừng, anh còn tìm đất trồng cây để mở rộng diện tích. Dĩ nhiên, con người yêu rừng cây thế này thì sẽ là cái gai trong mắt bọn lâm tặc. Chúng không cách nào mua chuộc anh làm ngơ cho chúng phá rừng trộm cây. Một hôm anh phát hiện có rừng bị trộm cây, anh gọi điện báo hạt trưởng rồi một mình cầm súng chạy vào rừng để ngăn chặn bọn lâm tặc. Nào ngờ bọn lâm tặc rất đông, súng ống đầy đủ, bao vây đánh trả và quyết tâm giết Hòa luôn. Tiếng súng náo loạn cả cánh rừng. Hòa hết đạn, bị bọn chúng dồn sâu vào rừng, không cho thoát ra. Hòa lẩn trốn sự truy lùng của bọn chúng, leo lên cái hang trên cao núp trong đó. Bọn chúng bao vây mọi ngõ, chờ Hòa ló mặt ra là giết liền. Tin Hòa bị mất tích gần cả tuần trong rừng, làm cơ quan và gia đình lo lắng. Tỉnh đội có cử chiến sĩ đi tìm, chỉ gặp bọn lâm tặc giả vờ hiền lành đi hái củi khô. Bố của Hòa đành đi xem bói, nơi mọi người bạn chuyên về bắt quẻ dịch. Ông bạn gieo quẻ, xem hào, biến hào, rồi luận giải như sau. Người nam này ứng được quẻ địa lôi phục, trong chỗ tuyệt mệnh lại có đường sống. Người này vốn hay tạo ra sự sống cho đất trời bằng cách hay trồng cây, thế nên cái chết đau đớn là không thể có. Người này hay tạo ra sự sống cho cây cối, chim muông thì không thể bị đói kém khổ sở. Người này hay tạo ra sự sống cho cuộc đời thì sau này hậu vận tốt đẹp mọi thứ. Bố của Hòa có chút niềm hy vọng cho con mình. Quả nhiên, quẻ dịch có ứng nghiệm. Hòa trốn trong hang không có gì ăn uống, đói và khát. Nhìn xuống thấy bóng bọn lâm tặc lùng tìm nên không dám ló ra. Điện thoại rơi mất lúc chạy trốn, Hòa đành mò mẫm vào sâu trong hang xem có cái gì khác lạ, có ích hay không. Lạ thật, hang nhỏ hẹp, phải bò luôn mới vào được. Nhưng không có chỗ dừng, Hòa cứ lấy cây súng khều khều xem có rắn hay không rồi bò tiếp. Hòa bò mãi cho đến khi thấy ánh sáng trên cao chiếu hắt xuống một vùng hang động phình ra rộng rãi, có hồ nước trong mát, cảnh trí đẹp như truyện thần tiên. Hòa liều lĩnh vốc nước uống đại chứ không biết có độc hay không. Hòa kịp lấy vài cái trứng chim đập vỡ ăn sống cho đỡ đói. Chim trong cái miệng lớn trên kia mà làm tổ trong cái bọng hang này thật là tuyệt. Có lẽ loài chim này ăn được rắn nên không thấy con rắn nào. Hòa mệt quá nằm gối đầu lên khúc củi khô rồi ngủ thiếp đi. Đến khi nghe tiếng chim kêu thì thức nửa đêm, ngồi dựa lưng vào vách chờ sáng, lại ngủ quên. Hòa mê cảnh đẹp nên chần chừ chưa muốn leo lên rời đi. Suốt mấy ngày ở đó uống nước hồ trong và ăn trứng chim, chắc chim cũng giận. Sau vài hôm tận hưởng thiên nhiên kỳ thú, Hòa chờ khi ánh sáng rọi vào cái bọng hang trở lại thì tìm cách leo lên miệng hang ở trên. Bám dây leo, vịnh cành cây, nương theo vách đá, Hòa leo lên miệng hang ở trên, ra khỏi hang và ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh khu rừng anh và đồng đội đã tuần tra nhiều lần trên gò núi này, nhưng không hề phát hiện phía dưới là một hang động tuyệt đẹp. Nhưng thôi, phát hiện làm chi? Có con người xuất hiện lại làm hư cảnh thần tiên ở đó. Hòa đi một đường vòng rất xa để tránh đối đầu bọn lâm tặc và tìm về lại cơ quan. Chuyên án được thành lập, bọn lâm tặc bị bắt sạch. Tội nặng là sử dụng vũ khí bất hợp pháp và chống người thi hành công vụ.
Cơ quan điều tra cũng bắt thêm hai kiểm lâm bị bọn chúng mua chuộc từ lâu. Sau vụ đó, Hòa được thăng chức về chi cục tỉnh làm việc. Ý của thủ trưởng cũng sợ Hòa ở đó bị bọn chúng trả thù. Hòa vừa làm nghiệp vụ kiểm lâm ở chi cục, vừa tiếp tục khẩn đất trồng ở cây rừng. Sau đó anh rất giàu có, nhà cửa to đùng. Trồng cây là tạo thêm sự sống cho đất trời, nên không bao giờ bị rơi vào tuyệt lộ cùng đường để chết thảm. Có rừng cây là có chỗ cho chim muông, thú hoang nương náu trú ẩn, nên mình phải được nhà cửa đàng hoàng. Biết bao nhiêu lợi ích đến từ rừng cây, nên ai trồng cây sẽ được nhiều phúc báo sang quý về sau. Hãy rủ nhau trồng thật nhiều cây để giữ gìn sự sống cho trái đất của chúng ta. Bài đọc của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn các bạn ở những số tiếp theo. Trân trọng và chào tạm biệt.